Vào tối ngày hôm qua, có chuyện nổ ở ngay thành phố Kherson vào ban đêm. Những người dân sống ở đây đứng ra biểu tình với nước Nga đang chiếm ở chỗ này. Ukraine has made clear it has no intention of giving it up. Dư Khoan nói rõ ràng, cho biết là Dư Khoan không có chịu đầu hàng gì cả. Ở bên Mariupol, chỗ hãng thép, vẫn còn người bị kẹt phía dưới. Of of người xếp của Dư Khoan chỗ này đang kêu gọi mọi người hãy giúp đỡ cho những người bên trong này rời khỏi, có gần cả trăm người đang bị kẹt ở dưới này. Hôm nay không phải là ngày 19, mà ngày 40. Đây là năm 2022. Ông ta tin tưởng những người ở đây sẽ bị chết hết. Chiến tranh hiện tại ngay bây giờ càng ngày càng thêm thảm khốc còn là những đạn lớn bắn liên tục vô thôi nằm về hướng đông ở bên ukraine dọc ở đó thì hai bên trận chiến rất là dữ tận đây là mọi người cũng thấy cái đào mới là một cái con đường đi ở chỗ này cái chỗ này để có chuyện gì để rút trở lại đây, chạy xuống đây rồi chạy luôn. Ở chỗ này cách ngay cái chỗ trận chiến thì không có bao xa. Ở bên kia đang có những người đang đấu tranh để giữ mảnh đất. Có chuyện gì thì họ rút trở lại chỗ này. Hai bên chiến tranh rất là dữ tận. Thêm một bước nữa, cho nên nước Nga đã bắn liên tục rất là nhiều đạn vô trong Ukraine khoan chỗ này. Đó là bắn trong một ngày, rất là nhiều. Đây là ông sếp Ihor Lap nói cho chúng ta biết. Ông nói thật sự ra thì Ukraine không có đủ súng ống để đấu với nước Nga đây là ông nói chuyện sự thật là chúng tôi đây bắt đầu không còn đạn lớn của súng lớn để bắn nữa hiện tại lính tráng ở đây lúc nào cũng đang cần thêm đạn để mà bắn lại bên nước nga cũng cần thêm sự giúp đỡ của những lính tráng có kinh nghiệm Giống như cần, giống như anh Josh này đã từng đi lính qua có kinh nghiệm. Tài yes, hỏi ảnh anh có thể bỏ mạng mình cho một cái nước khác hả? Để anh nói, yes sir, đúng rồi. What is it like these Và đối với anh, anh chiến đấu gần những cái người Ukraine này thì như thế nào? Tôi ước gì họ có training thêm nữa, tập vật thêm nữa. But, uh, Còn thêm những súng ống của NATO thêm nữa. Và trái tim họ đúng chỗ, và những gì họ đang làm là đúng chỗ. Đây là anh George David hồi trước làm trong Air Force. Anh ta hiện tại đang để lại đứa con 5 tuổi uh, realize, à, ở bên UK. Đài hỏi ảnh, ảnh sửa soạn những gì sẵn sàng chưa tại ở đây là gần ngay cái chiến đấu ở ngoài kia. Ảnh nói ảnh sẵn sàng rồi. Và hỏi anh ta sẵn sàng lỡ mà có bị chết hay không, ảnh nói cũng sẵn sàng rồi. Nếu mà chết ở đây thì cũng được